của Trump có thể khiến 10.000 người Mỹ mất việc. Hơn một tuần kể từ sau khi bị Mỹ tung đòn choáng váng, Huawei dường như đã lấy lại được thăng bằng và bắt đầu có những chiến lược rõ ràng. Một mặt, bộ phận di động của hãng triển khai phương án B là tự phát triển hệ điều hành thay thế Android của Google cùng với tự sản xuất chip để thay thế nguồn cung từ Qualcomm, Intel. Mặt khác, bộ phận pháp lý của Huawei đang lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đưa công ty vào danh sách đen sẽ có tác động mạnh đến ngành công nghiệp Mỹ. Trong một cuộc họp báo tại Thâm Quyến, Giám đốc pháp lý của Huawei, ông Song lưu kinh cảnh báo lệnh cấm của Mỹ có thể làm tổn thương hàng tỷ người dùng di động trên thế giới và khiến nhiều người Mỹ mất việc. Quyết định này đe dọa, gây tổn hại cho khách hàng của chúng tôi tại hơn 170 quốc gia, bao gồm hơn 3 tỷ người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Huawei trên toàn thế giới, ông Song nói. Việc ngăn chặn các công ty Mỹ hợp tác với Huawei, họ, chính quyền của ông Trump, sẽ trực tiếp gây hại cho hơn 1.200 công ty có trụ sở tại Mỹ. Ông nói thêm, điều này tương đương với hàng chục ngàn việc làm tại Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Người đứng đầu mảng pháp lý của Huawei cũng tuyên bố rằng công ty đang tăng cường nỗ lực trong một vụ kiện mà họ đã đệ đơn chống lại Mỹ vào tháng 3 năm 2019, nhằm loại bỏ các hoạt động kinh doanh của họ. Các chính trị gia ở Mỹ đang sử dụng sức mạnh của cả một quốc gia để đến chống lại một công ty tư nhân, song nói tại hội nghị, điều này không bình thường, hầu như chưa từng thấy trong lịch sử. Ông khẳng định thêm rằng Mỹ đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào trong tuyên bố rằng Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia, không có súng, không có khói, chỉ có suy đoán, ông Song nhấn mạnh. Đọc thêm, nhà sáng lập Huawei, nếu chăm gọi, có thể tôi sẽ không thèm nhấp máy. Nguyễn Nguyễn Theo PI